Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thích Trúc Thái Minh là cao thủ hay anh ngố khi ra chiều đỡ đòn tranh ăn của Bộ Tài chính. Chuyện các chùa quốc doanh kinh doanh cho Đảng Cộng sản là câu chuyện không hề mới. Đó đã được cư dân mạng si sâm bao nhiêu năm qua. Tuy nhiên, việc Đảng Cộng sản giao cho các ông sư quốc doanh kinh doanh mê tín dị đoan và thu tiền về bằng văn bản dưới luật hẳn hoi thì rõ ràng chính quyền của Đảng Cộng sản đã không còn giấu giếm việc họ thọc tay vào các chùa chiền để mà thu tiền công đức. Tranh ăn của Bộ Tài chính và các chùa chiền quốc gia. Những hành động công khai tính mê tín dị đoan của các chùa quốc doanh được xem như là hoạt động của sự bảo kê nhà nước. Cũng vì có sự bảo kê ấy mà ông Thích Trúc Thái Minh có thể ngang nhiên hành nghề mê tín dị đoan như vong báo oán, trục vong, cúng sao giải hạn, vân vân. Trong khi đó, những người hoạt động mê tín mà không được chính quyền quản lý tiền bạc thì bị xem là hoạt động bất hợp pháp. Vào ngày 23 tháng 7 vừa qua, Bộ Tài chính của Việt Nam công bố chùa Ba Vàng và hơn 50 chùa khác không thông báo tiền công đức. Đây được xem như là việc tranh ăn giữa chính phủ và các chùa quốc doanh đã đến mức căng thẳng. Lĩnh vực hái ra tiền mà nhà nước bị thất thu thì xảy ra mâu thuẫn lớn và đưa nhau lên báo cho bản dân thiên hạ cùng được biết. Mối quan hệ giữa chính quyền Đảng Cộng sản và chùa quốc doanh là quan hệ giữa ông chủ và kẻ làm thuê rất rõ ràng. Thích Trúc Thái Minh và những ông sư quốc doanh khác đang là những người trực tiếp kinh doanh kiếm tiền, còn chính quyền là kẻ đi thu tiền. Tuy nhiên, vì mối ràng buộc giữa chính quyền và chùa quốc doanh có lẽ có kẽ hở, nên Thích Trúc Thái Minh đã lợi dụng để mà biển thủ mà không trả về cho người chủ thực sự của nó, làm ông chủ thất thu nên tức tối. Thu và chi khớp nhau đến mức kỳ lạ. Bộ Tài chính là cơ quan thu tiền và chi tiền không chỉ cho chính phủ mà còn cho cả Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động. Việc các đầu mối kinh doanh mê tín của Đảng tự kinh doanh rồi tìm cách biển thủ khiến cho Đảng bị mất một nguồn tiền không nhỏ. Sau khi Bộ Tài chính lên tiếng, Thích Trúc Thái Minh cho công bố chùa Ba Vàng đã thu được 4 tỷ 164 triệu 500 ngàn đồng và cũng đã chi đúng bằng con số ấy. Thu và chi khớp đến nhau đến mức không còn số dư nào cả thì quả là rất hay ho. Những người làm doanh nghiệp đều biết giữa thu và chi không thể nào khớp đến từng con số lẻ đến như vậy. Khớp đến mức như báo cáo của chùa Ba Vàng thì chỉ có thể là bảng cân đối giả mà thôi. Đây là dấu hiệu cho thấy ông sư quốc doanh làm chủ đại lý kinh tài cho Đảng tại cơ sở chùa Ba Vàng này đã chuẩn bị rất kỹ để mà đối phó với Bộ Tài chính. Thích Trúc Thái Minh vin vào cớ này để ẵm tiền kinh doanh mê tín của Đảng. Rõ ràng trong chuyện kinh tài, dù đã các ràng buộc bằng văn bản giữa ông chủ là Đảng Cộng sản với chi nhánh kinh tài là chùa Ba Vàng, nhưng nó vẫn có kẽ hở. Được biết, thông tư số 04/2023 quy định rõ về việc tiếp nhận tiền công đức tài trợ như sau. Quản lý sử dụng tiền công đức tài trợ do di tích thuộc sở hữu tư nhân, chủ sở hữu di tích tự quyết định và chịu trách nhiệm về tiếp nhận, quản lý sử dụng tiền công đức tài trợ cho việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích và hoạt động lễ hội đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, pháp luật về di sản văn hóa và luật pháp khác không có liên quan. Rõ ràng Bộ Tài chính giao cho các ông trụ trì tự quản tiền công đức thì dại gì các ông trung thực với số tiền này. Sư quốc doanh đi tu thì được gì ngoài đồng tiền kia cơ chứ? Rõ ràng đây là kẽ hở để ông Thích Trúc Thái Minh lợi dụng vào. Rất khó để đòi ông sư này trả lại tiền công đức về cho Bộ Tài chính. Ngoài ra, ông Thích Trúc Thái Minh cũng vin vào cớ tiền công đức tài trợ cho hoạt động tôn giáo là vấn đề nội bộ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì xem ra Bộ Tài chính khó mà phản bác cho được. Nếu muốn tóm cổ ông Thích Trúc Thái Minh thì phải trưng ra bằng chứng giấy trắng mực đen rằng ông sư trụ trì chú Ba Vàng có biển thủ tiền công đức. Chiều công bố con số thu chi khớp đến từng con số lẻ là một điểm yếu dễ thấy. Nếu chùa Ba Vàng mà có danh phận như EVN thì thanh tra chính phủ sẽ vào cuộc.
Tuy nhiên, EVN là cơ sở kinh doanh chính thống của chính phủ, có hệ thống kế toán bài bản nên dễ kiểm toán. Còn chùa Ba Vàng chỉ hốt tiền trong hòm công đức đem ra đếm thì rất dễ khai theo ý muốn để mà đối phó với Bộ Tài chính. Tính ra Thích Trúc Thái Minh sướng hơn Dương Quang Thành là cựu chủ tịch EVN, cũng là kiếm bộn tiền từ việc quản lý kinh doanh cho chính quyền, nhưng Thích Trúc Thái Minh vẫn ung dung, chẳng lo sợ gì. Chỉ cần chịu khó cạo chọc đầu, nói đạo lý thì ăn tiền của bá tánh một cách vô tư, không sợ bị vít cổ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Thích Trúc Thái Minh là cao thủ, hệ ngố khi ra chiều đỡ đòn, tranh ăn của Bộ Tài chính. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ban tuyên giáo có xác ở Hà Nội nhưng hồn thì vẫn ở trong hàng. Vào ngày 27 tháng 7, tờ báo Dân Việt có bài viết Chuyện về người lính 5 phút trở thành anh hùng. Lấy răng làm kìm truyền dẫn điện liên lạc giữa bom đạn thời chiến. Câu chuyện lấy răng làm dây dẫn điện tưởng chỉ là chuyện tuyên truyền ở thời mà người dân Việt Nam còn mù mờ, không được tiếp xúc với thông tin đa chiều trên thế giới. Tuy nhiên đến nay đã là thời đại 4.0, thời đại thế giới phẳng rồi, nhưng tuyên giáo vẫn bịa ra những mẩu chuyện kiểu như vậy thì làm sao mà lừa được dân. Mẩu chuyện như thế này mà ai tin là có thật thì chắc là người đó không bình thường. Thực ra những tờ báo quốc doanh muốn tồn tại thì phải viết bài theo chỉ đạo của ban tuyên giáo. Trong lúc xã hội đang bất mãn về tình trạng tham nhũng tràn lan của quan chức đảng, họ thay nhau trục lợi trên đầu trên cổ người dân, thì ban tuyên giáo cũng nhận ra Đảng Cộng sản đang bị toàn dân chán ghét. Vì vậy, họ cần phải bịa ra những mẩu chuyện mang tính chất chủ nghĩa anh hùng, tô đậm cho sự tài tình của Đảng. Bởi chế độ Cộng sản không có gì để tự hào ngoài những thành tựu chém giết từ thời kỳ chiến tranh xa lắc xa lờ. Cộng sản nắm quyền cai trị đất nước, mang đến cho người dân Việt Nam sự nghèo đói, chồng lên đầu người dân Việt Nam những gọng kìm áp bức, triệt tiêu tự do. Nói chung, họ mang đến rất nhiều tai ương cho đất nước, cho người dân. Tuy hô hào là vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, nhưng thực tế thì họ làm toàn ngược lại. Dân thì nghèo, đất nước thì yếu đuối, nhu nhược trước ngoại bang, xã hội bất công, ngất trời, bóp chết dân chủ. Và tất nhiên, Đảng Cộng sản đã làm những điều ấy, thì Việt Nam không thể có văn minh. Cho tới nay, Đảng Cộng sản không có gì để mà tự hào ngoài những chiến công trong quá khứ. Cuộc chiến đến nay đã qua 48 năm, nhưng họ vẫn tổ chức ăn mừng ngày họ chiến thắng trước đồng bào miền Nam như một chiến tích vĩ đại vậy. Cái này gọi là ăn mày quá khứ. Để tạo ra bề nổi cho có vẻ hào hùng, ban tuyên giáo đã bịa ra những mẩu chuyện mang tính huyền thoại để mà tuyên truyền lừa dối người dân. Vào năm 2011, tờ báo Quân đội Nhân dân có mẩu chuyện dùng cung nỏ bắn hạ máy bay. Hồi năm 2011 thì tờ báo Quân đội Nhân dân của Việt Nam có đăng bài tuyên truyền về một người dùng cung nỏ bắn hạ được cả máy bay Mỹ. Câu chuyện này đã trở thành trò cười cho cộng đồng mạng một thời gian khá lâu. Tưởng đâu những câu chuyện bịa đặt ngây ngô như thế đã vắng bóng ở thời đại này rồi. Nhưng không, ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục chỉ đạo cho báo chí nặn ra những mẩu chuyện ngớ ngẩn như thế để mà lừa mị nhân dân. Nhưng lừa đâu không thấy, chỉ thấy ban tuyên giáo và truyền thông nhà nước trở thành trò cười cho thiên hạ khắp nơi trong cả nước. Hiện nay, ban tuyên giáo Trung ương là một cơ quan tuyên truyền rất quyền lực, có trụ sở tại Hà Nội. Tuy nhiên, với cách bịa đặt ngây ngô như thế thì cho thấy bộ óc của ban tuyên giáo vẫn còn như những bộ óc của những người tiền sử sống trong hang động vậy. Cực kỳ ngớ ngẩn và không hề có tư duy logic, tư duy của người có tri thức. Không biết ông Nguyễn Trọng Nghĩa quản lý báo chí thế nào mà lại để cho đăng những bài báo còn không lừa nổi cả trẻ con. Trong ban tuyên giáo và trong các tòa soạn báo không thiếu những vị tiến sĩ
bởi không có một đất nước nào mà lại nhiều tiến sĩ như ở Việt Nam. Tuy nhiên, về chất lượng sáng tác thì lại rất tệ. Muốn sáng tác ra một bài báo tuyên truyền thì phải có logic mới đánh lừa được người dân. Chứ còn sáng tác theo kiểu dùng lá để bắn máy bay, dùng răng để làm dây dẫn điện vân vân thì lại trở thành trò cười cho xã hội. Không những không tuyên truyền được ai, mà những người bịa ra những câu chuyện ấy cũng có vấn đề về suy luận logic. Đảng Cộng sản luôn chọn hồng chứ không chọn chuyên, nghĩa là họ ưu tiên cho con cháu dòng họ của quan chức, của cựu cán bộ Cộng sản, tuyển người bằng lý lịch chứ không phải bằng thực lực. Chính vì cách chọn người như vậy mà quan chức của chính quyền này vẫn cứ phơi bày sự dốt nát ra cho bản dân thiên hạ chiêm ngưỡng. Nếu ban tuyên giáo muốn lừa dân thì cũng cần phải chọn người biết bịa chuyện ra, bịa sao cho giống như thật, không có chút tỉ vết nào. Chứ bị chuyện mà để người dân đọc vài câu là biết là nói xạo thì không biết ban tuyên giáo làm sao dễ dàng lừa được dân nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Ban tuyên giáo có xác ở Hà Nội nhưng hồn vẫn ở trong hàng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de